Mình xin chào tất cả mọi người nhá. Thì mọi người ạ, đây là một chú chim này. Chia sẻ với anh em là nó bị sâu lông của anh em nó chăm lâu quá, không thay lỗi lông. Thì hôm nay nhờ xuống mình để mà khắc phục cái lỗi này để xem có thành công hay không anh em nhá. Đây, lông đuôi, lông cánh thì nó không mọc được anh em này. Đấy, lông đuôi thì mọc lằng nhằng ấy. Thì cái cách mình đơn giản thôi, mình chỉ cho cái AV này anh em này. Thì trong AV này nó sẽ rộng, nó bay thoải mái. Thì con chim này nó sẽ có đủ độ ẩm và nó không bị bớt chim thì nó sẽ thay lông được anh em nhá. Tí nữa mình sẽ bắt một con ở trong kia ra. Cũng có một anh em gửi mình cách đây 3 tháng rồi. Bây giờ nó đã thay lông được hoàn thiện như chim bình thường rồi. Chính vì cái nuôi thành công đó thì tiếp tục lại có một anh em nó đem gửi xuống cho mình này. Đây mọi người nhìn thấy nó sơ này. Đấy, con chim này rất là đẹp luôn này. Bộ dài đẹp. Thì em ấy gửi xuống cho mình để vào trong này mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thả nó vào đây. Mình sợ con chim này còn không chắc bay được đấy anh em ạ. Đấy, đi ra đi. Đấy mọi người nhìn nhá. Nó không bay lên đổi đây kìa. Đấy, nhưng mà thái độ cũng khá là tốt đấy. Chim này chắc anh em họ nuôi cũng lâu lâu rồi. Nhưng mà nó bị sâu lông cho nên là bây giờ nhờ mình nuôi thử. À, thái độ tốt hết đấy. Đấy, bay bay. Nhìn rất là dài luôn anh em ạ. Đấy, bay không bay được. Sau khi mình thả vào đây này anh em này, mãi nó mới bay được lên lên cầu đứng này. Nhưng mà cái nước nhảy của nó vẫn chậm lắm. Bấy, chim này chắc là nó cũng để yếu quá anh em ạ. Còn tí nữa mình sẽ bắt một con chim của đứa em đằng sau mình đây, cũng gửi mình cách đây 3 tháng rồi. Chính là cái con màu kia kìa. Đấy, con màu đổ lợn đẹp đẹp đấy. Để xem tí nó bắt ra để xem cái tình trạng sâu lông nó sau khi ở trong lồng AV này khoảng 3 tháng kìa. 3 tháng anh em ạ. Nó hoàn thiện đến mức nào anh em mọi người nhá. Đây trong này có mấy con màu 3 con màu đổ lợn thì hai con thì anh em họ cũng bị tình trạng sâu lông gửi mình. Thì mình nuôi thí nghiệm ở trong này và bây giờ mình đã nuôi thành công khoảng độ 90% rồi. Cho nên là bây giờ mình bắt thử để xem cái kết quả thôi. Tí nữa mình bắt nhé. Đây còn đây là anh em này. Ở trong AV thì mình cũng chỉ chăm bằng cám nuôi gà con thôi. Và hoa quả chủ yếu là chuối. Nếu anh em nào có điều kiện thì có cam hoặc là bất kể cái hoa quả nào cũng được anh em ạ. Rồi, hoa quả nào cũng được. Ví dụ như thanh long, thanh liếc hoặc là những cái quả mà có màu sắc ấy. Còn mình ở đây thì mình chủ yếu chăm bằng chuối với cám gà con đây anh em ạ. Nếu như anh em nào mà có những chú chim hay mà gặp được những cái tình trạng như thế này ấy, thì một tuần cho 2-3 buổi dế đó thì tốt. Bây giờ để mình sẽ bắt ra cái con người em cũng bị sâu lông nhưng mà hình như là lông đuôi chưa hoàn thiện hẳn anh em ạ. Đây chính con khiếu này trước cũng thay lông rất là kém cho nên là mình để vào đây này. Nhưng mà sau khi để vào đây thì nó đã hoàn thiện lông này. Con chim họa mi mái kia cũng thế kìa, cũng gặp tình trạng như vậy. Con này của người em cũng gửi mình này. Đấy, gửi mình chăm lông này. Bởi vì là anh em thấy bóng bộ nó đẹp quá, mà nuôi ở lồng thì nó lông nó không được đẹp. Cho nên là nhờ mình chăm sóc hộ, đặc biệt là chữa cái sâu lông. Còn anh em khác thì có những cách khác ấy, như nào hiệu quả hơn hay không thì mình cũng không rõ. Nếu mà anh em có chăm thành công thì cũng chia sẻ lên cho anh em cùng đam mê xem tham khảo mọi người nhé. Đây con này là mình vừa nhận của em cái con bạc bạc ấy. Đấy con nhảy lên này vừa nhận được hơn chục ngày rồi. Còn con kia thì là nó đã thành công rồi. Đấy con màu lân đẹp này. Nó nhảy nhiều quá mình không nhìn thấy. Trong này đều đẹp hết, toàn màu đủ lân anh em ạ. Còn năm nay thì mình chưa tuyển bổi bởi vì năm nay ít thời gian đi tuyển lắm anh em ạ. Đây con này mới vào đây này. Mọi người nhìn thấy bóng bộ nó dài không? Còn con chim núi này là bị con khiếu nó bồ. Đây nhìn ra đây để cho bắt ra. Rồi mọi người nhá, bây giờ mình sẽ bắt ra mình xem cái quá trình
nó hoàn thiện sau khi bị sâu lông nó như thế nào anh em nhé. Em không nhớ con nào nữa ấy. À cái con màu gốc màu to kìa. Đúng không? Nó bay thì hơi khó nhận. Đây con này của thằng em ở Thanh Lãng nó gửi này. Còn một con cứu từ ngày má trắng này. Đấy trong này chỉ còn có 4 con trào màu nữa thôi. Đúng không? 4 con này 3. 1, 2, 3, 4 con. 4 con màu mũ này. Đây con này là nó gửi, nó vừa gửi lên này. Còn con của mày kìa. Còn con má trắng anh cứu ở ngoài. Đây chính là chú chim mình nhận chăm sóc đỡ cho người em trước này. Cách đây 3 tháng này mọi người này, nhìn thấy cái màu của nó cao không? Gốc màu cao. Con này trước cũng bị tình trạng sâu lông anh em ạ. Sâu lông và mà chân yếu, tức là nó đau chân như kiểu đau chân ấy, nhưng mà sau 3 tháng mình nuôi thí nghiệm ở trong AV thì thấy nó khá là ổn định rồi. Đây mọi người nhìn thấy cái màu cam đít ở tách cái đỏ này anh em này, nó đang mọc ra rất là đều rồi. Trước đây thì nó trắng lắm. Đấy con đuôi thì chưa thấy hoàn thiện hẳn anh em ạ, vẫn thiếu 1-2 sợi. Đây còn cánh mình kiểm tra cho anh em xem cái tình trạng xấu sâu lông nó còn hoàn thiện không mọi người nhé. Đây. Đây này anh em này, lông mới này. Lông mới không phải mới 100% nhưng nó cũng đã hoàn thiện được khá nhiều rồi anh em ạ. Đấy rất đều rồi. Bị xước một tí nữa thôi. Như vậy cũng là thành công rồi anh em ạ. Đấy. Đây xem bên này. Rồi cái tình trạng là bấy chân là hết rồi anh em ạ. Giờ bay ở mâm rồi. Tí nữa mình sẽ thả lồng nó mình xem cho mọi người xem. Đấy đây mọi người này. Hai bên cánh đều đã mọc đủ rồi đây anh em ạ. Không thiếu sợi nào nữa. Đấy. Như vậy là mình nghĩ mình thí nghiệm thì cái cách này khéo chữa sâu lông hiệu quả nhất mọi người ạ. Đây còn mỗi đuôi thiếu 1-2 sợi này. Chắc là thiếu chỗ này thiếu khoảng 3 sợi. Bây giờ mình sẽ thả vào lồng xem chú chim này nó hoàn thiện đến mức nào anh em nhé. Quả màu quá chất luôn. Chính. Đâu lồng đâu? À đây. Lồng em ấy chuẩn bị đây rồi. Hôm nay là đem trả cho chủ cũ anh em ạ. Thì tiện thể làm clip chia sẻ lên cho anh em xem thôi. Cho nó quả chuối vào đây. Đây mình thả vào đây anh em này. Đấy, vẫn nhạt lắm, con chim này con chim bổi. Đây, mọi người nhìn thấy màu kìa. Màu đủ lân. Ai đứng cầu vết này. Mặc dù chưa được đẹp mỹ mãn nhưng mà nó cũng đã hoàn thiện so với lúc thả vào AV. Rất là khác biệt rồi anh em ạ. Lúc đem xuống nhìn tã tời lắm. Con này phải thay một lông vụ sau thì sẽ đẹp hơn. Bởi vì lúc đem xuống nó hơi bị lửa vời anh em ạ, cho nên là nó chỉ được như thế này là thấy thành công rồi. Vì đợt trước đây là nó cứ ra lông nào nó đều bị cụt hết, chân thì đứng thì bấy, mà lúc đem xuống còn không có màu, hay còn màu tức là mà lông ở màu nó còn không mọc được, còn chả biết được màu nó đẹp như thế này anh em ạ. Bây giờ nó hoàn thiện ra thì mới thấy được. Bây giờ sẽ xem thái độ nó như nào thôi. Này đem về nuôi lại chứ. À, còn con của đứa em lúc nãy vừa đem đến cũng mình sẽ thí nghiệm tiếp nha mọi người nhá. Nếu mà thành công thì mình sẽ chia sẻ tiếp lên cho mọi người xem. Đó, nhìn có vẻ hơi nhăn nháo đấy. Này cái lúc mà thả xuống quên không ghi lại số hình ảnh lúc đầu nhỉ. Cũng không nghĩ là nó lúc mình mới đem xuống thì không nghĩ được là nó đẹp đến nó sau khi nó mọc lông lại nó đẹp có cái màu đẹp như này anh em ạ. Phải lúc đem xuống nó cụt thù lủi nhá. Nó như con chim cánh cụt đấy. Đấy hình như cũng đang có chuẩn bị có thái độ rồi hay sao này. Qua một chút kinh nghiệm mà nuôi khắc phục những chú chim mà bị sâu lông anh em ạ, thì mọi người lên thả vào những cái AV. Và những cái AV mà có đặt đất là tốt nhất anh em ạ, để nó có độ ẩm ổn định. Cái thứ hai nữa là trong quá trình nuôi ở trong những cái lồng rộng ấy thì cái độ bay nhảy của nó sẽ thoải mái hơn, và nó tắm thoải mái hơn thì nó sẽ nhanh hồi phục cái lông sâu. Còn những cái chú chim mà mình bị sâu lông mà nuôi ở lồng bé ấy, thì theo như kinh nghiệm của mình thử nghiệm ấy, thì mình thấy rất là khó. Chính vì vậy mà nếu anh em mà gặp phải những cái trường hợp chim sâu lông thì lên làm cái cách của mình thấy nó khá là hiệu quả.
Thế nhưng ngược lại thì không phải anh em nào cũng có AV. Trường hợp đó thì mọi người lên đi nhờ anh em họ nuôi hộ cho mình thì tốt nhất mọi người nhé. Thôi mình cũng xin tạm dừng clip vào đây và hẹn mọi người những clip sau. Còn chú chim này thì mình sẽ đưa cho em nó đem về để nuôi tiếp anh em nhé. Đây cầm mấy cái này, chủ phủ là mình đem về đi này. Còn chú chim hôm lúc nãy mình mới thả vào đấy, nếu mà lần sau nó hoàn thiện thì mình sẽ cập nhật tiếp mọi người nhé. Được rồi, chú mẹ đi, em đem về.